Tả cha hảo. Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 38 tương với bài 12 quyển 1. Đầu tiên hãy hỏi, bạn học tiếng Trung ở đâu? Nguyên văn là, bạn ở đâu học tiếng Trung? 你在哪儿学习汉语? 你在哪儿学习中文? Bây giờ là từ đại học. 大学 大 大 学 学 大学 大学 Sinh viên đại học nguyên văn là đại học sinh. 大学生 大学生 Đại học gì? 什么大学? 什么大学? Bây giờ là từ ngôn ngữ, nguyên văn là ngữ ngôn. 语言 语 语 言 言 语言 语言 Ngôn ngữ gì? 什么语言? 什么语言? Là ngôn ngữ gì? 是什么语言? 是什么语言? Học ngôn ngữ gì? 学什么语言? 学什么语言? Đại học ngôn ngữ, nguyên văn là ngôn ngữ đại học. 语言大学 语言大学 Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, nguyên văn là Bắc Kinh ngôn ngữ đại học. 北京语言大学 北京语言大学 Ở Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. 在北京语言大学 在北京语言大学 Hãy hỏi lại, bạn học tiếng Trung ở đâu? 你在哪儿学习中文? 你在哪儿学习汉语? Ở Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. 在北京语言大学 在北京语言大学 Bây giờ là cách nói thế nào, như thế nào? 怎么样? 怎? 怎? 么? 么? 样? 样? 怎么样? 怎么样? Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh thế nào? 北京语言大学怎么样? 北京语言大学怎么样? Đại học của các bạn thế nào? 你们的大学怎么样? 你们的大学怎么样? Tiếng Trung của anh ta thế nào? 他的中文怎么样? 他的汉语怎么样? Giáo viên của các bạn thế nào?
你们的老师怎么样? 你们的老师怎么样? Hãy hỏi lại bạn học tiếng Trung ở đâu? 你在哪儿学习汉语? 你在哪儿学习中文? 哦,在韩国的北京。 在北京语言大学。 在北京语言大学。 Giáo viên của các bạn thế nào? 你们的老师怎么样? 你们的老师怎么样? Rất tốt. 很好. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi ra bưu điện gửi thư. 去邮局寄信. Thiên An Môn. Thiên An Mẫn. Đây là thầy giáo Vương. 这是王老师. 这是王老师. Đừng khách sáo. 不客气. Trương Đông. Trang Tung. Chữ Hán. Hán Tử. Buổi trưa đi ra nhà ăn ăn cơm. Trung ủ chủ sứ tháng chư phản. Bánh bao. Bao tử. Mua hoa quả. Mải suối của. Ba tệ. San khoải. Đổi tiền. Khoản chén. Tiểu thư. Xiao chỉa. Đổi nhân dân tệ. Khoản nhân dân tệ. Học sinh. 学生. Sống ở cửa 1 tầng 18. 住 18 lầu 1 门. Trước tiên giới thiệu một chút. 先介绍一下. Giáo sư Vương. 王教授. Hoan nghênh anh. Hoan nghênh nín. La Lan cũng là lưu học sinh. Lúa Lan cũng là lưu học sinh. La Lan và Điền Phương. Lúa Lan và Thiền Phương. Hai bọn họ. Tha mần lẻ. Ái Đức Hoa. Ai Đức Hoa. Không có gì. Mấy sớm á. Người Hàn Quốc. Hàn Quốc Rấn. Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Bảy Kinh Ngữ Yến Đà Xuế. Như thế nào? Thế nào? Giờ mới giảng.